cũng có một bài hát tặng cho em. Rồi, hát là luôn. Và là chính là anh. Cứ mỗi sáng thức dậy, bên cạnh anh luôn có một vòng tay. Cứ mỗi sáng thức dậy, anh lại nhận được một nụ hôn. Em ơi em biết không, anh chỉ ước đôi ta như thế này. Cứ trôi qua mỗi ngày, rất đơn giản và thật hạnh phúc. Nhiều lúc đôi ta giận nhau, anh lặng im không nói. Nhiều lúc em như trẻ con, cứ muốn anh ôm chặt thôi. Nhiều lúc em hay rằng anh bù vơ chẳng biết vì điều gì. Nhưng như vậy anh lại yêu em hơn. Tình yêu không chỉ niềm vui và còn cả khổ đau. Mình hãy hy sinh vì nhau để tìm một hạnh phúc. Và bước đi trên con đường đi của em, sẽ có một người luôn yêu em, luôn bên em mà thôi. Đó chính là anh. Trời ơi, hay quá. Em chỉ cần như thế thôi. Em chỉ cần như thế thôi thì cuộc sống nó sẽ không khí lắm, em hiểu không? Cái nội lực á, cái giọng rất cái năng là lượng là á. Đấy, em chỉ cần như thế thôi. Nói chuyện cũng cần như thế thôi là ok. Cảm xúc em sau khi nghe cái bài đó? Dạ cũng vui lắm. Thôi mình về chỗ ngồi đi. Về chỗ nè. Bây giờ nè, em nhìn cô gái đi. Em cảm nhận thế nào lần đầu tiên gặp mặt đó? Nhìn em rất là dễ thương. Chúng ta cũng đã lớn cho nên là mình muốn tìm hiểu nhanh để nếu mà có gì thì mình có thể tiến xa hơn. Vô luôn vấn đề luôn vậy đó hả? Ta giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn nữ xinh đẹp bên kia. Chào tất cả thành viên mình trong trường quay. Xin tự giới thiệu, mình tên là Dương Tiến Dũng, sinh năm 1982, quê ở Bình Định nhưng mà sinh sống ở tại Buôn Ma Thuột. Công việc của mình là đi lắp đặt thiết bị và chuồng trại chăn nuôi heo gà cho khách hàng. Rồi, còn bạn giới thiệu đi. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Và bạn trai bên kia. Em chào. Tên là Lê Thành Phượng, năm nay 33 tuổi, sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Hiện em là kế toán thuế. Rồi, bạn có thể nói luôn về điểm mạnh, điểm yếu của bạn đi. Điểm mạnh của em là em tràn đầy năng lượng tích cực. Em có thể dễ dàng hòa nhập với môi trường xung quanh. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi nóng tính, hay quên. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm bạn là gì? Dạ, ưu điểm là biết nấu ăn, biết lo cho gia đình. Điện nước cơ khí là nó làm được hết. Còn khuyết điểm? Điểm yếu của em là em ít nói, dạng sống nội tâm anh. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ em có trải qua 3 mối tình. 3 mối rồi hả? Hồi xưa ra trường đi làm à. Mối tình đó mấy năm? Thì cũng không mấy tháng anh ạ. Rồi mối tình thứ hai? Dạ thì cũng được ở 6 tháng rồi. 6 tháng nữa rồi mối tình thứ ba? Thì cũng vậy thôi. Còn làm những mối tình mấy tháng không à? Dạ. Rồi còn bây giờ em nói đi, cái chuyện tình cảm của em là em mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là mối tình thời học sinh, quen 7 năm. Mối tình thứ hai thì quen 6 tháng. Trời ơi sao mà cái tỷ lệ nó lạ lùng vậy em. 7 năm trời cho một cái chuỗi thanh xuân như vậy là hơi bị dài đó nghe. Dạ. Rồi lý do tại sao lại chia tay mối tình đó? Sau này thì em mới biết là bạn đó không thích bạn gái. Trời ơi. Bạn đó yêu đàn ông hả? Mới gì sao mà 7 năm em mới phát hiện ra vậy em? 7 năm mới phát hiện ra vậy? Dạ lúc đó là thời học sinh mà còn ngây thơ á. Trời ơi, làm mất tao 7 trời năm thanh xuân. Nhỏ 7 năm trời thì tình là giờ thành ra rút kinh nghiệm, những bạn gái mà yêu bạn trai đó phải tìm mọi cách coi thẳng hay cong liền luôn. Chào em gái, trời xinh đẹp quá. Tội nghiệp em tôi, xui quá. Thành ra bây giờ nếu mối tình thứ ba là phải thử coi thẳng hay cong liền nha. Sắp tới sẽ muốn có một người yêu thế nào? Dạ, đối với em thì em không có hình mẫu cụ thể. Nhưng mà người mà làm cho em ấn tượng á là có nói chuyện thu hút vui vẻ. Rồi cái thứ nhì nó là gì? Sâu sắc, đặc biệt là biết phấn đấu để có được những gì mà mình thích. Công việc của em là hiện nay là đi nhiều nơi lắm ạ. Chào em. Em nói rõ về cái vấn đề mà đi công tác của em á, một lần như vậy ngắn nhất là bao nhiêu lâu và dài nhất là bao nhiêu lâu? Dạ cũng tùy ở công trình vậy, thường công trình em có dài cỡ 2-3 tháng rồi vậy. Rồi nếu mà dài nhất thì bao lâu? Dài có khi là kéo dài tới 1 năm. Kéo dài cả năm luôn? Không, nhưng mà ý là mình có thể nghỉ mà. Nếu mà thật sự á, em gặp cô này á
mà em cảm giác là thật sự là đúng là cái người mình yêu rồi. Đúng. Thì phải thay đổi đi. Đúng. Không ai có thể chịu đựng như vậy, bởi một người con gái không bao giờ chấp nhận thiếu cái sự quan tâm và chăm sóc đâu. Rồi, thôi bây giờ vậy đi. Em nghĩ là cái mà hình mẫu lý tưởng nào hoặc cái người yêu của em sẽ như thế nào để có thể níu giữ em đừng đi công tác xa nữa. Em thay đổi cái môi trường của em. Biết chăm lo cho người bạn đời mình là hoặc gia đình của mình thì phải. Nhìn dễ thương là được vậy ạ. Cá tính một chút cũng được, cá không sao, tại vì em cũng hiền lắm. Em làm công việc nhanh không? Dạ, chung giao em là em làm rất là nhanh. À, chỉ có nói là chậm thôi đúng không? Phải tiết tốc cuộc sống lên ha. Cái này là tôi phải cho gặp tôi 3-4 ngày để tôi có thể trend lại phải không? Trend lại, ừ, đúng rồi đó. Nói chung á, nhà gái thì tôi chịu rồi đó. Bên đây đẹp trai, bên đây đẹp gái. Anh thấy rằng hai người rất là hợp với nhau. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Rồi coi họ có biết sao cho hai bạn gặp mặt đi ha. Em đi với ai? À, dạ em đi với mẹ, chị với lại hai người bạn. Chào mẹ. Gia đình nhà gái. Thì em là chị của Phượng. Xin trước tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, xin chào em anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả trong trường quay. Chị xin chào em trai. Chị thì chị rất có cảm tình với lại con trai miền Trung, cho nên là chị thấy hình thức thì về hình thức thì có vẻ ok. Đàn ông con trai thì mình nói chuyện nó tiết tấu nó nhanh hơn một tí, với lại mình nói lớn hơn một chút. Cái nhìn chung đối với chị thì là theo Phượng thì có vẻ là được. Thì biết đâu chừng nếu mà sau này có duyên thì mình sẽ trở thành người một nhà. Rồi, cảm ơn chị. Bạn nam đi với ai? Dạ, đã có hai em mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào chị gái và chào khán giả. Em là tên Lộc, em là bạn của anh Dũng cũng lâu năm rồi. Em thấy chị đây cũng cá tính, cũng xinh đẹp, rồi cũng năng động. Thì em nghĩ anh chị sẽ bù trừ bổ sung cho nhau. Và em mong cho anh chị cho nhau cơ hội để có thể tiến xa hơn ạ. Đâu cần gì, chỉ cần anh ấy nói lưu loát mà tiết tấu với bạn rồi. Này là ok không. Rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Nó lớn lên nha. Dạ. Mạnh mẽ lên. Rồi, đứng lên tặng quà đi. Chào em. Dạ chào anh. Em có món quà tặng anh. Có món quà tặng em. Rồi em mở ra đi xem quà là bạn gái tặng mình cái gì. Dạ. Thì cái màu này em cũng nhìn cũng ưng ấy. Màu xanh này ngọt ngào quá. À, em cũng có bài thơ cũng liên quan tới cái màu xanh này em cũng tặng anh ha. Dạ. Nghe đồn anh thích màu xanh, còn em thì lại thích anh mất rồi. Hình như anh thích màu trời, còn em thì lại một đời bên anh. Dạ. Rất là cảm xúc vậy. Ta anh cũng có một bài hát tặng cho em. Rồi, hát là luôn. Và là chính là anh. Cứ mỗi sáng thức dậy, bên cạnh anh luôn có một vòng tay. Cứ mỗi sáng thức dậy, anh lại nhận được một nụ hôn. Em ơi em biết không, anh chiếc đôi ta như thế này. Cứ trôi qua mỗi ngày, rất đơn giản và thật hạnh phúc. Nhiều lúc đôi ta giận nhau, anh lặng im không nói. Nhiều lúc em như trẻ con, cứ muốn anh ôm chặt thôi. Nhiều lúc em hay rằng anh bù bờ chẳng biết vì điều gì. Nhưng như vậy anh lại yêu em hơn. Tình yêu không chỉ niềm vui và còn cả khổ đau. Mình hãy hy sinh vì nhau để tìm một hạnh phúc. Và bước đi trên con đường đi của em sẽ có một người luôn yêu em, luôn bên em mà thôi. Đó chính là anh. Trời ơi. Hay quá. Em chỉ cần như thế thôi. Ừ. Em chỉ cần như thế thôi thì cuộc sống nó sẽ không khí lắm, em hiểu không? Cái nội lực á, cái năng lượng á. Ừ. Đấy, em chỉ cần như thế thôi. Nói chuyện cũng cần như thế thôi là ok. Cảm xúc em sau khi nghe cái bài đó? Dạ cũng vui lắm. Thôi mình về chỗ ngồi đi. Em về chỗ nè. Bây giờ nè, em nhìn cô gái đi. Em cảm nhận thế nào lần đầu tiên gặp mặt đó? Nhìn em rất là dễ thương. Chúng ta cũng đã lớn cho nên là mình muốn tìm hiểu nhanh để nếu mà có gì thì mình có thể tiến xa hơn. Vô luôn vấn đề luôn vậy đó hả? Đó, bây giờ người ta mạnh mẽ. Bây giờ ra em cũng không rồi. Có quy định cái thời gian. Chủ yếu là tình cảm của hai người đủ lớn thì mình có thể tiến xa hơn. Anh ở làm việc ở đó.
Không, cái công việc của anh là không có cố định, nhưng mà nhà anh ở Đắk Lắk thôi. Dạ, vậy thí dụ như trong quá trình tìm hiểu hẹn hò thì anh sắp xếp thời gian làm sao? Thì rảnh, nếu mà rảnh thì anh có thể đi thôi. Sau này anh có dự định là mình có thể công việc mình có thể chuyển về Bình Dương hay là đâu gần đó? Theo em thì em thích ở đâu? Dạ, ở đâu mà cũng gần gần ở đây đi. Anh có thể thì thay đổi tùy thôi. Được, đó, có nếu thể thay đổi là được. Đủ lớn thì chắc có thể thay đổi được ha. Ừ. Dạ. Rồi kinh tế làm sao, chuẩn bị làm sao rồi? Sẵn dạ. sàng để lấy vợ chưa? Dạ, mọi thứ đều sẵn sàng rồi ạ. Rồi, bây giờ em cảm giác trong lòng mình thế nào với người đối diện? Em thấy bạn cũng phù hợp với em đấy. Phù hợp với em? Dạ. Trái tim mình có rung động gì không? Dạ, có. Em thử mạnh dạn tới nắm tay bạn ấy nói một câu gì đó, rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút nào. À, chào em, anh sẽ có muốn mời em vào một đoạn hát không? Lên cao nguyên đi em, đời như mơ như thật, hương cà phê thơm ngắt, khói lam chiều mênh mang. Lên cao nguyên với anh, hòa nhịp chiêng rộn ràng, nối vòng xoáng dài mãi, hương rượu cần ngất ngây. Lên cao nguyên đi em, đêm nhà dài ấm áp, lắng nghe lời kể tháng huyền thoại và chẳng đám sáng xanh nhã, lắng nghe lời ai rây hình nhận bình nhàn hỡi linh, nghe sao xuyên lòng ai. Trời ơi, hát hay quá vậy. Bây giờ mai mốt vậy em bực em kêu anh hát đi, hát đi nha. Nào, bây giờ để tay nút bấm đi các bạn. Phải thật sự sống bằng con tim của mình các bạn nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ, quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 và 3. Cả hai cùng bấm. Chúc mừng. Đấy. Được chưa? Nắm tay nhanh lắm. Nè, cái cặp này hợp ghê đó nha, thật sự luôn á. Nắm tay thấy sao? Tay rất là ấm áp. Ấm áp ha. Bây giờ là cái thủ tục đúng không? Xin phép cô chị gia đình. Anh xin phép em thầy cô và bạn em. Trời. Hùng hơi lâu nha. Ông còn bị nuối tiếc á. Đây là những món quà của chương trình gửi tặng cho các bạn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai bạn hạnh phúc. Cảm ơn hai đứa nha. Cảm ơn. Hãy chăm sóc bạn gái ấy. Đó, ôm liền, nắm tay luôn.